hào hứng giải đua thuyền truyền thống Bà Rồng tỉnh Bình Dương năm 2024 đã chính thức khép lại và kết thúc thành công tốt đẹp. Xin chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn. Và sau đây sẽ là giây phút vinh danh dành cho các công sức nỗ lực của các đội thuyền. Đầu tiên, ban tổ chức xin được công bố kết quả và trao thưởng ở nội dung thi đấu 500m tốc độ. Các giải khuyến khích xin được mời đại diện của các đội thuyền có tên sau chúng ta cùng tiến lên sân khấu. Giải khuyến khích xin mời đội thuyền Bạch Đằng, thành phố Tân Nguyên. Giải khuyến khích xin mời đội thuyền Thạnh Hội, thành phố Tân Nguyên. Giải khuyến khích xin mời đội thuyền huyện Dầu Tiếng. Xin mời ba đại diện của các đội thuyền đạt giải khuyến khích chúng ta cùng tiến lên sân khấu. Và xin được chúc mừng các đơn vị Bạch Đằng, thành phố Tân Nguyên, Thạnh Hội, thành phố Tân Nguyên và đơn vị huyện Dầu Tiếng đạt giải khuyến khích. Xin được gặp lên nhận giải và lên trao thưởng. Chúc mừng đội đạt hạng 3 ở nội dung 500m. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Công Danh, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh Bình Dương, và trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Phương, Giám đốc Trung tâm văn hóa thông tin thể thao thành phố Thủ Dầu Một. Xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Công Danh, trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Văn Phương. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Trần Bảo Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, và trân trọng kính mời ông Phan Văn Lam, Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh Bình Dương sẽ lên trao thưởng để chúc mừng đơn vị thành phố Bến Cát đạt được hạng nhì ở nội dung thi đấu tốc độ 500m. Quy tiên kỳ á. Nhì ở đây dùng tốc độ 500m. Xin mời tập thể của đội thuyền thành phố Thuận An chúng ta cùng tiến lên sân khấu để nhận chiếc huy chương vàng.
xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Tấn Dũng, giám đốc trung tâm văn hóa thường xuyên thể thao thành phố Thuận An, và trân trọng kính mời ông Đinh Quang Hải, phó giám đốc trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh thành phố Tân Nguyên, sẽ lên trao thưởng để chúc mừng đơn vị Thuận An đạt hạng 3 ở đi chung đường trường 2000m. Xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu. Và chúng ta cùng đến với nghi thức trao những chiếc huy chương đồng. Chúng ta chúc mừng đơn vị thành phố Thuận An đã đạt được giải 3 đi chung đường trường 2000m với thành tích về đích là 10 phút 31 giây 93% của giây. Và chúng ta cùng dành chiến trận khó hướng tay thật lớn để chúc mừng kết quả đạt được của đơn vị thành phố Thuận An. Xin trân trọng cảm ơn Nguyễn Tấn Dũng, trân trọng cảm ơn ông Đinh Quang Hải, đội tuyển Thạnh Phước, thành phố Tân Nguyên. Với thành tích về đích là 10 phút 6 giây 92% của giây, xin được chúc mừng kết quả đạt được của đội Thạnh Phước Tân Nguyên đã đạt được hạng nhì ở đi chung đường trường 2000m. Xin mời đội Thạnh Phước, thành phố Tân Nguyên cùng tiến lên sân khấu. Phước thì được một cái ly 2000m được hạng nhì của anh chị. Và lên trao thưởng giải nhì dành cho đội Thạnh Phước thành phố Tân Nguyên. Xin trân trọng kính mời một lần nữa ông Quang Văn Lam, giám đốc trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh Bình Dương, và trân trọng kính mời ông Nguyễn Thanh Nguyện, giám đốc trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh thành phố Tân Nguyên, sẽ lên trao giải nhì để chúc mừng đội Thạnh Phước thành phố Tân Nguyên. Quý vị, chúng ta sẽ cùng dành những tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng thành tích đáng ghi của đội tuyển Thạnh Phước thành phố Tân Nguyên. Các về đích ở vị trí thứ nhất ở đi chung 2000m đường trường. Xin được chúc mừng đơn vị Thạnh Hội thành phố Tân Nguyên. Thành phố Tân Nguyên được chạy nhất cả ly 2000m. Để thành tích về đích là 10 phút 3 giây 83%. Các bạn và các bạn thân mến, và chương trình của lễ tổng kết và trao giải đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Dương mở rộng năm 2024
xin được khép lại tại đây. Xin được cảm ơn quý vị lãnh đạo, quý vị đại biểu đã đến dự, rất phần long trọng cho buổi lễ. Xin được trân trọng cảm ơn tất cả lãnh đạo, quý vị đã cử đội về tham gia giải đấu.